Em làm gì cũng nhanh, có những thứ không nhanh được nha. Cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Chị muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Em không thích ai nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Vân và em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ. Bên mảng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ, làm chính để nuôi việc học ạ. Làm chính rồi không? Mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến ạ. Em năm nay 27 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn. Là em mà làm bên mảng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu á? Dạ em cũng ở Đồng Nai. À em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hỏi đi, hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai á. Không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán, Đồng Nai. À Định Quán, dạ, dạ không xa lắm. Không xa lắm hả? Dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai, em có ưu khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha. À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Cái nhanh của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em nói điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4-5 năm trước. Rồi sao chia tay? Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp. Nên em bắt buộc phải tạm ngưng các bạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi ha? Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ, cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bầu chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy dạ. mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại rồi. Vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu, còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó đi thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được năm rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập một xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất. Dạ, đối với rồi. Em chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao anh trai, em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ 1m55 đổ lên. Em mét mấy? Dạ em 1m58. Trời ơi, trời ơi, ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa, còn dạ. Gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem đây, giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô số biết được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó. Nhưng mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được. Lâu ạ. Tại vì bên đây người ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập. Người ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ ta phải chờ. Đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Đó là con tim mà đập bạc 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 là lấy luôn đúng không? Dạ. Rồi cưới chồng phải cưới liền tay vậy. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích tính
độc tài. Ghê quá vậy, làm gì độc tài? Gia trưởng. À, gia trưởng với độc tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi. Đây thì có bên đây hiền khô, dễ đây, thương, có đây. Duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Dạ chị. Có duyên. Em có độc tài không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có, nhưng đúng rồi, mà phải nghe chứ, em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền á. Ha Cương ha, phải nghe lời ba mẹ. Nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo ạ. Chứng kiến riêng mà phải đúng trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình, đúng không nè? Dạ vâng. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi cái người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và chị gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng. Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi, ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi, mới vào đi. Tấn công liền. Dạ. Xin chào anh. Dạ, em quà. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, em cảm ơn. Em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi, vẫn đẹp. Cảm ơn. Có gì giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó. Giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Thôi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có, trời ơi, vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ. Thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em, chính em, chẳng ai khác ngoài em, là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. Em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy. Just a little music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, dạ. Tại em gì hả? Hết ngang ngược chị. Rồi ok, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật ạ. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cậu nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy. Tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài. Chứ em sẽ không ở lại gây gổ với người ta. Vậy thì cũng dạ. Giống anh dạ là vâng. Nóng là anh bỏ đi chứ anh bỏ đi, vậy là hai đứa đi luôn đó anh. Nếu có hẹn hò thì hẹn hò sao, ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó? Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái ngày của em ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm như chương trình mà. Nên phải đi trực show này kia. Công việc của anh thì nó, nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận. Nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày là tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ, là rảnh hoàn toàn luôn. Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối, tại vì cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mà mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng
em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau, rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn, tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á, chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn, nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn, như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này, chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau, tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3 2 1 Wow. Bấm nút rồi đó. Yeah. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn phải nói cũng rất là bản lĩnh ha. Chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mà yên tâm đi. Đây nhìn bên tay ông cứng ngắc này. Thấy chưa cứng. Dạ, nghe em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là mà vui hồi rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn. Em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa đất nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Oh. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi cho anh tự tin. Tại em mở mắt ra anh giống hôn. Được không, được không, được không? Dạ rồi. Cái này dữ hơn nữa. Cần tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Yeah. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được tin vui của các bạn. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền. Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà.